mình đây đi vô quán Nhật mình ăn nha cả nhà, mời cả nhà cùng ăn. Đang nướng thịt muỗng thịt này nè, ấy chưa ướp, chưa nước ướp hả? Chưa, vẫn để vô nước. Mời cô đi thẳng qua bên kia luôn nha. Heo không chứ đâu có thịt bò. Lấy cái này ấy bảy, lấy cái đồ gắp không? Chơi giả phụ quá, giả phụ. Đậu này làm gì hả? Đậu nó chẻ nó chín hơn. Nó chín hơn. Nó chín hơn là sống. Sống rồi nữa. Không ra giấu cho một cái muỗng. Dần qua dấu đó. Nha, đây thật ra vô là rồi lại tiếng nóng quá. Cái gì? Vì phải cởi áo rồi chứ sao chị ăn. Đúng rồi. Không có muỗng đũa vậy trơn hả? Có đũa nè chị. Có đũa. À, muỗng xin rồi, muỗng hồi nãy ra giống rồi đó. Ồ, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Kêu, cảm ơn. Thôi ăn tới đó. Lấy dĩa rau để vô đây, lấy cái đó để ngang qua. À, mà cũng như cả nhà ăn nha, phải lăn tay thịt. Vô ăn đi cả nhà, một bàn vậy là 3 với 4 người. Thank you.
đâu mấy cái món này. Lật cái này nè. Bà có đem ớt này không? Cái tên là có nhớ thật nhờ theo với lại thịt bò không nhớ mất thì ăn cũng biết không đại không trả chanh ở đây không có vậy em đâu có miếng chanh để lại mà ăn chanh nữa không có tiêu rồi thôi. Rồi, bỏ vô. Từ Hàn Quốc cũng nhớ ăn khô nướng. Nướng cái chả khô. Chị đi với ai? Chị nói chị đi Hàn Quốc với ai? Khâu. Hả? Bảy là bạn đi riêng, anh đi riêng. Chị Bảy đi Hàn Quốc với ai? Chị hỏi. Đi với Hà. Đi với Hà mẹ con nè. Chạy nước đi. Tết này mẹ đi Hà Giang. Vô đây hết lạnh rồi ha. À, cả nhà ăn nghe ngon lành ngon miệng. Cô quay con lần rồi bạn trả tiền lại cho con thêm miếng nha. Ngon lắm. Mời mọi người dùng nha. Mà mời cả nhà đều dùng. Ủa, mấy người kia đi ngồi đâu xa hết á? Ngồi mấy cái chỗ trống đặt đồng gì ngồi có cái ghế chị kia bánh ngồi bánh.